Trước khi đến với câu chuyện ngày hôm nay thì mời các bạn xem video này trước nhé. Hãy đưa ra đáp án của các bạn sau 3 giây nhé. 1, 2, 3. Và đáp án ở đây chính là túy quyền. Túy quyền hay còn gọi là võ say là một trong những môn võ cổ truyền mô phỏng động tác của người say. Khi người ta đánh môn võ này thì rất giống một người sau khi uống say thì bắt đầu lảo đảo, liêu xiêu. Thế nhưng trên thực tế thì đây chỉ là động tác say, chứ còn ý thức thì không hề say. Nó được cấu thành một cách nghiêm ngặt từ hệ thống các thủ pháp, bộ pháp, thân pháp, vân vân. Nó vừa có giá trị ứng dụng thực tiễn mà vừa có tính nghệ thuật cao. Túy quyền còn có một số tên gọi khác như là Thái Bạch Túy Tiểu, Võ Tòng Túy Diệt, Lỗ Chí Thâm Túy Đả Sơn Môn, Túy Bát Tiên. Với mỗi một tên gọi khác nhau thì túy quyền sẽ có một hình tượng khác nhau. Tuy nhiên thì nó vẫn không thể nào tách rời được hình tượng người say. Đặc điểm của túy quyền thì nó có rất là nhiều động tác phải ngã nhào, lăn hay là lộn, cho nên là nó được coi là một trong những môn võ thuộc thể địa thả quyền. Nani? Ai ôi, đau quá. Thôi bỏ đi.